Tập 6. Xem kìa, tiểu thư Lý Gia. Nhìn kìa, tiểu thư trưởng thành rồi. Phải đó, đó là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, Lý Gia đã khác rồi, đúng vậy. Minh Xuân, có phải ta lại làm sai quy tắc nữa không? Một đứa con hoang thấp hèn như ta thì không nên vào bằng cửa chính. Nhị tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội. Có chuyện gì vậy? Lão phu nhân đã căn dặn nhị tiểu thư về nhà phải đường đường chính chính đi vào bằng cổng chính. Đa tạ tổ mẫu đã nhân từ. Tuy nhiên, ta chưa từng đi vào cửa chính. Xuân Minh, có thể dẫn đường cho ta không? Đương nhiên rồi ạ. Nô tỳ sẽ dẫn đường cho nhị tiểu thư. Mời. Thỉnh an tổ mẫu. Tốt. Miễn lễ. Tất cả đứng dậy đi. Dị ương, mau đến đây. Để tổ mẫu nhìn kỹ con xem nào. Đến đây, tổ mẫu. Con đã gầy đi rồi. Đã phải chịu cực khổ rồi. Tổ mẫu luôn nghĩ đến con, nên con không thấy khổ. Con mới là người luôn nghĩ đến ta đó. Con bị bệnh nặng, nhưng vẫn còn cử nô tỳ đến chăm sóc cho ta. Tổ mẫu đã khỏe lại chưa? Ta khỏe rồi. Ta biết rồi, mấy tên nô tài đó đã bắt con chịu khổ, nên ta đã bán chúng đi hết để trừng phạt vì những gì chúng đã làm với con. Con không trách họ đâu. Bọn họ cũng chỉ là phục mệnh hành sự thôi. Làm nô tài sao lại dám trái lệnh của chủ mẫu chứ? Con dâu à, con đã quá tin vào lời nói của kẻ xấu, dùng trôi đánh dị ương đến mức sắp chết. Cũng may là dị ương mạng lớn mới có thể về nhà an toàn. Con nợ dị ương một lời giải thích đó. Con nên nói lời gì đó để giải thích với dị ương đi. Dạ. Dị ương, đáng lý ra ta không nên tin vào những lời giả dối đó. Tuy nhiên, vì an nguy của Lý gia, ta không còn cách nào khác phải đưa con đi. Con không trách ta chứ? Nếu như con nhớ đúng, thì tổ mẫu là người đưa con ra khỏi đây. Mẫu thân rất muốn ngăn cản mà. Con không đồng ý tha thứ cho ta sao? Mẫu thân đã làm gì sai à? Nên mới cần dị ương tha thứ. Con dâu à, dị ương, ta không nên nghe những lời sầm bậy, không nên đánh con. Mẫu thân sai rồi. Con đã tha thứ cho mẫu thân rồi. Con thật sự tha thứ cho mẫu thân. Tốt lắm. Chuyện cũ đã qua rồi thì thôi, không ai được nhắc đến nữa. Hai mẹ con đừng vì chuyện này mà có hiềm khích với nhau. Đều là người nhà cả, chúng ta phải hòa hợp với nhau. Lão phu nhân nói rất đúng mà. Đúng không? Không phải đã nói là xong xuôi rồi sao? Tại sao Lý Dị Ương vẫn còn sống đó? Phu nhân tha tội, nô tỳ đã làm đúng mọi thứ. Không biết tại sao lại thành ra như vậy. Lý Dị Ương đó, Lý Dị Ương đó đúng là có tà môn. Không sai. Suy nghĩ cho kỹ thì Lý Dị Ương đúng là có gì đó kỳ lạ. Không giống như một ả nha đầu lớn lên ở quê. Có lẽ nào, có lẽ nào Lý Dị Ương đó là giả? Người mà ta kêu ngươi cử đi điều tra về chưa? Nô tỳ có nhận được thư nói rằng không có gì bất thường cả. Sao con lại quỳ rồi? Đứng dậy nói ta xem. Đứng dậy. Đứng dậy. Đa tạ tổ mẫu.
đã cứu mạng con. Nếu không nhờ tổ mẫu xin giảm thọ để cứu con, thì bây giờ con đã không đứng đây. Con không biết phải báo đáp đại ân đại đức của tổ mẫu như thế nào. Ngốc quá, sao con lại ngốc như vậy chứ? Con cũng tự nói rồi, ta là tổ mẫu của con là cháu gái của ta, sao ta lại không quan tâm con được chứ? Đây chính là cốt dục tình thâm. Ta không cần con phải báo đáp. Tổ mẫu, sao? Người phải giữ gìn sức khỏe của mình. Được, người phải sống thật lâu. Được, để con có thể hiếu thảo với người. Tốt lắm, con đứa cháu hiếu thảo như con, ta nhất định sẽ sống thật lâu. Con ngoan lắm, đừng khóc. À đúng rồi, mẫu thân của con rất lo lắng cho con. Con nên đi thăm mẫu thân của con nhanh đi. Không biết mẫu thân bây giờ thế nào rồi. Con yên tâm, thân thể mẫu thân con vốn yếu, nhưng tinh thần thì rất tốt. Con đi mau đi. Đi đi, đa tạ tổ mẫu. Được rồi. Đã về rồi, đã về rồi. Mẫu thân, con đã về rồi. Con về là tốt rồi. Cũng là do ta không tốt, con đã phải chịu khổ nhiều rồi. Từ khi nhị tiểu thư bị đưa đi, thất nương đã rất lo lắng cho nhị tiểu thư. Mẫu thân, sao mẹ lại buồn vậy? Nữ nhân thì phải cười. Nữ nhân luôn cười thì mới gặp nhiều may mắn. Huống chi mẫu thân nhìn con nè, chẳng phải là con không bị gì hết sao? Con không bị gì hết. Còn đúng là lý là lý lắc. Nữ nhi sao lại cư xử như vậy? Phải nói thế nào với con đây? Vậy mẫu thân đừng nói gì cả. Miễn là mẫu thân khỏe mạnh thì con vui lắm rồi. Được. À đúng rồi, mẫu thân nhìn đi, xem con đem thức ăn gì đến cho mẫu thân nè. Mẫu thân, nhìn nè, đều là tổ mẫu và đại phu nhân tặng con. Con để dành tất cả cho mẫu thân đó. Chị Ương, con cứ để lại cho mình ăn đi. Mẫu thân à, có nhiều thức ăn lắm. Nếu một mình con ăn hết thì con sẽ phát tướng mất. Con vẫn chưa được gả đi mà. Không biết là con giống ai nữa đây. Đương nhiên là giống mẫu thân xinh đẹp rồi. Nè, nhìn kia. Thiếu gia. Mẫn Đức, tỷ biết thời gian qua, đệ đã giúp tỷ. Đa tạ đệ. Tỷ sẽ ghi nhớ tấm chân tình này của đệ. Không phải đệ muốn giúp tỷ, đệ chỉ không muốn mắc nợ thôi. Tỷ và con chim đều vì đệ mà bị thương. Đệ chỉ làm điều mà đệ nên làm. Được rồi, Mẫn Đức là nam tử hán, biết phân biệt đúng sai. Nhưng tỷ nghe nói đệ bị thương. Bị ở đâu? Để tỷ xem. Không, đệ không sao, thiếu gia. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao. Ta là tỷ đệ, không phải là người ngoài. Đệ sợ cái gì chứ? Da của đệ bị thương hả, thiếu gia? Sao tỷ thích động chạm vậy, thiếu gia? Nếu tỷ cứ như vậy, Đệ sẽ làm gì? Đệ sẽ mặc kệ tỷ. Đi thôi, đâu tài phải đi. Tiểu thư, rất hiếm khi thấy nhị thiếu gia cười như vậy. Đệ ấy hả? Chính là loại người ngoài lạnh trong nóng. Tuy đệ ấy hay giả vờ lạnh lùng xa cách, nhưng thực ra đáng tin hơn những kẻ bày mưu tính kế. Đáng yêu thật. Ngươi cười gì vậy? Nô tài cười vì khi ở gần nhị tiểu thư, thiếu gia cư xử không bình thường, nói bậy bạ. Nô tài nói sai sao? Ngoài nô tài và phu nhân ra, thiếu gia rất ghét ai đụng vào người mình, mà vẫn không chống cự được nhị tiểu thư. Đó là tại vì thì ấy bảo quá, đúng không? Thiếu gia, nói thì nói, nhị tiểu thư mạng lớn thật. Nếu không, chắc tiểu thư không thể quay về lại đây được. Ngươi nghĩ là do tỷ ấy mạng lớn à? Trong hoàn cảnh đó, tỷ ấy đã nhanh chóng cử người hầu về với lý do chính đáng, nên đã đem về cho bản thân một cơ hội sống. Tỷ ấy khá thông minh.
Chỉ là gì vậy? Lần này tỷ ấy đã làm hơi lớn, đại phu nhân chắc chắn rất khó chịu. Ta chỉ sợ rằng sau này tỷ ấy sẽ gặp thêm nhiều chuyện. Vì tiểu thư thật không đúng lúc rồi, Thường Hỷ giờ mới đi ngủ. Không sao, con chỉ muốn đến thăm Thường Hỷ, có thành ý là được. Lý Di Ương, sao cô dám đến đây? Ta biết rằng cô ganh ghét chị ta xinh đẹp hơn cô, nên bây giờ ta mới thành ra thế này. Cô mãn nguyện rồi chứ? Cô cút đi, cút mau, im lặng. Liễu Hồng, dạ, mau đưa tiểu thư vào trong. Tiểu thư, tiểu thư, Lý Di Ương, cút đi, đi mau. Dị Thẩm, tại sao vết thương của Thường Hỷ vẫn chưa lành? Dị tiểu thư, đừng giả vờ tốt bụng nữa. Đại tẩu đã gửi một ít ngọc dung cao đến, sau khi bôi xong, vết thương của Thường Hỷ sẽ sớm lành thôi. Con làm gì vậy? Con không muốn Thường Hỷ mau lành phải không? Dị Thẩm, cho dù Thường Hỷ đối xử với con ra sao, con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm hại mười ấy. Xin hãy tin con, Dị Thẩm cũng biết rồi. Lúc trước con bị đánh, chàng chạy vết thương. Lúc ở diện trang, con cũng giống như Thường Hỷ vậy. Vết thương bị lở loét, không thể lành. Con đang muốn ám chỉ điều gì? Tình hình hiện tại của Thường Hỷ thì tốt hơn con nhiều. Con nghĩ rằng chưa bị nhiễm trùng nặng, đừng đợi đến khi không thể cứu vãn rồi hối hận thì cũng muộn. Rất dễ để chứng minh lời con nói. Khi mũi ấy dừng bôi ngọc dung cao, vết thương sẽ bắt đầu lành lại. Dị Thẩm, đến lúc đó người sẽ biết ai mới thực sự muốn hại Thường Hỷ. Tiểu thư, ý của tiểu thư là đại phu nhân muốn hãm hại Tứ tiểu thư sao? Tại sao đại phu nhân lại phải làm vậy? Không phải Tứ tiểu thư luôn nghe lời đại phu nhân sao? Bà ta muốn mượn tay của Nhị Thẩm giết ta để trả thù. Nếu đúng như vậy thì đại phu nhân thật là... Ta chỉ hy vọng là Nhị Thẩm và Thường Hỷ sẽ không trúng kế. À phải, tiểu thư, không thấy Họa Mi đâu nữa. Dù gì cũng là người của bà ta, không cần để tâm. Cuối cùng thì cũng về rồi. Đúng vậy, tỷ giờ mới tới chỗ của muội về, không hiểu sao lại chẳng thấy muội. Muội muốn được nói chuyện riêng với tỷ nên mới đứng ở đây chờ tỷ. Nhìn thấy tỷ bình an trở về thì muội cũng an tâm rồi. Chị mới không gặp muội một thời gian, sao nhìn muội tiểu tỷ vậy? Là do tiểu thư nhớ gì tiểu thư đó nên không ngủ được. Tiểu thư đã đi cầu xin đại phu nhân, còn bị đại phu nhân trách phạt nữa. Dung Nhi, im đi. Thượng Như, vì muội lo lắng cho tỷ mà lại bị trách phạt, tỷ thực sự có lỗi. Nhưng tỷ vẫn luôn ghi nhớ rằng muội đối xử tốt với tỷ thế nào. Tỷ đừng nói như vậy, thấy tỷ bình an trở về thì có như thế nào cũng không sao. Tỷ tỷ, muội không biết có nên nói chuyện này không? Chúng ta có chuyện gì mà không thể nói chứ? Muội cứ luôn suy nghĩ về những chuyện xảy ra với tỷ lần này, muội thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao những chuyện như vậy đều trùng hợp xảy ra cùng thời điểm, giống như có người muốn đưa tỷ vào chỗ chết? Có thể là do muội nhạy cảm quá, nhưng tỷ hãy cẩn thận dẫn hơn. Đa tạ muội đã quan tâm, sau này tỷ sẽ để ý hơn. Thượng thư phủ này nhìn thật cao quý, nhưng chúng ta không giống như Trường Lạc, chỉ có tự mình hiểu được nỗi khổ của bản thân. Vị tiểu thư, đại phu nhân mời tiểu thư qua đó. Mời vị tiểu thư. Tỷ phải đi đây. Phu nhân chỉ nói yêu cầu một mình vị tiểu thư vào. Hai người về Quân Lan Viện chờ ta. Dạ. Ai ngờ rằng vị tiểu thư lại có thể về nhà an toàn sau khi bị đại phu nhân đối xử như vậy. Đại bá mẫu gửi tỷ tỷ về quê sống hơn một năm, nhưng tỷ tỷ vẫn có thể bình an trở về. Chỉ cần dựa vào đó là thấy tỷ tỷ không dễ dàng đối phó như đại bá mẫu tưởng. Đại bá mẫu cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi. Tỷ tỷ quả là lợi hại. Mẫu thân, đại tỷ, ngồi đi. Chị Ương à,
để mẫu thân nhìn xem vết thương của con đã lành chưa. Đã ổn rồi, con phải nhờ vào phúc của mẫu thân. Lành là tốt rồi, dù sao cũng là Thiên Kim tiểu thư, hồi phục nhanh thật, làn da cũng trắng hơn nhiều. Dị Ương à, lúc trước con sống ở quê thế nào? Có người của tổ mẫu chăm sóc con rất tốt, con sống cũng thoải mái. Mẫu thân không phải hỏi như vậy. Mẫu thân hỏi lúc trước khi muội về phủ là như thế này. Lúc trước mẫu thân không hiểu con lắm, nên mới xảy ra việc chuyện hiểu lầm. Bây giờ mẫu thân muốn hiểu hơn về cuộc sống lúc trước của con. Không biết mẫu thân muốn biết về điều gì? Con được Lưu gia nuôi nấng ở quê, vậy Lưu thị đối xử với con thế nào? Tuy không tốt lắm, nhưng biết con là con gái của thượng thư, nên cũng không đối xử tệ bạc. Hoàn cảnh Lưu gia không phải là khá giả, nhưng lại có thể nuôi nấng con trở thành xinh đẹp thế này. Chuyện đó cũng nhờ mẫu thân con xinh khéo. Dù gì thì mẫu thân con cũng là một tuyệt sắc giai nhân, không phải sao? À đúng rồi, nghe nói ở phía đông của thôn có một cây cổ thụ 1000 năm. Mỗi khi mưa gió thì dân làng đều đến cúng bái, hy vọng mùa màng bội thu. Không biết có thật hay không? Con ở Lưu gia và đóng kín cửa, không được bước chân ra cửa nửa bước. Chưa từng thấy chuyện như vậy, vậy cũng không từng nghe người khác nhắc đến sao? Chưa từng nghe, hãy suy nghĩ kỹ xem. Đại tỷ, sao lại đột nhiên có hứng thú với chuyện cầu mưa của dân làng vậy? Ai lại hứng thú chứ? Tỷ chỉ hỏi vậy thôi. Được rồi, Dị Ương, con đi cả ngày cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Dị Ương cáo lui. Cẩn thận, không tìm ra được sơ sót nào. Đúng vậy, con đã cố tình tra hỏi, nhưng ả ta vẫn không để lộ gì cả. Thật kiêu ngạo, ả ta nghĩ mình là ai chứ? Người của ta vẫn chưa điều tra ra được gì, nhưng ta cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn ở đây. Linh vị của Thái tử Đại Ngụy Cổ Cảnh Mục. Tuấn Nhi, đây chính là thiên hạ của người tiên bi chúng ta, cũng là thiên hạ của hoàng gia mà. Hoàng gia gia sẽ sớm giao lại thiên hạ này cho ta, và ta sẽ giao nó lại cho con. Giang sơn vạn lý này sẽ là thiên hạ của Thác Bạc Tuấn. Phụ hoàng, thiên hạ này lớn bao nhiêu? Ngựa của con chạy được bao xa? Mũi tên của con bắn được bao xa? Thì thiên hạ của con sẽ tới bấy nhiêu? Đó chính là ý nghĩa của sức mạnh, con hiểu không? Phụ hoàng, con muốn giống như hoàng gia gia và phụ hoàng, trong rủi khắp thiên hạ. Con muốn học bắn tên. Tốt, không uổng công là con cháu của Thác Bạc Thiện ta. Cầm lấy, nhớ lấy, con không đi săn độc vật mà là săn cả thiên hạ. Kéo cung tên ra thật xa, đó là cách để con mở rộng lãnh thổ của mình. Giữ cung ngay trung tâm, không được nghiêng sang hai bên, đó là cách để con trị quốc an dân. Phụ hoàng, người có từng nghĩ quyền thế mà người từng tự hào cuối cùng lại chính là thứ giết người?
quyền lực là gì? Tại sao có thể làm người thân giết nhau? Phụ hoàng, con xin lỗi. Con làm phụ hoàng thất vọng. Đó không phải là thứ quyền lực con cần. Con chỉ muốn sống cuộc sống bình yên bên mẫu thân. Có được không? Thác Bạc Tuấn đã trở về bình an, bổn cung cũng yên tâm rồi. Chỉ cần nó thực hiện di nguyện của thái tử lên ngôi hoàng đế, bổn cung sau này khi ở đây chính suối cũng có thể xem như đã hoàn thành được ý nguyện cho thái tử. Mặc dù điện hạ đang được hoàng thượng sủng ái và được triều thần của thái tử ủng hộ, nhưng các hoàng thúc kia cũng không dễ đối phó, đặc biệt là Đông Bình Dương đang người có tiếng nhất, đương đương cần phải đề phòng cao. Bổn cung sẽ tự có tính toán cho Thác Bạc Tuấn. Trước tiên cần phải tìm một thê tử có thể phò trợ thật tốt. Điện hạ, điện hạ, ăn chút trái cây đi. Người đã đứng ở đây liên tục 5 ngày rồi, Lý cô nương chắc sẽ không đến đâu. Ta đã gửi thiệp hẹn cô ấy ở đây giờ này rồi. Nô tài đã đến nhà trọ nghe ngóng rồi. Lý cô nương thực sự khỏe lại và rời đi rồi. Có thể cô ấy đang gấp rút quay về, hoặc có việc gì đó làm chậm trễ. Điện hạ, chúng ta về được không? Ngươi không hiểu đâu. Người hiểu? Chỉ một mình người hiểu. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mẫn Đức, khuya như vậy rồi sao đệ còn ở đây? Đêm nay gió lạnh, đệ nên về sớm đi. Tỷ nghĩ đệ giống như nữ nhi các tỷ sao? Đệ có chuyện gì sao? Tỷ ở cùng đệ, ai cần tỷ ở cùng chứ? Vậy tỷ đi về. Nè, biết ngay là đệ không có ý đó mà. Đệ đó, tính khí tệ thật, không sợ rằng sau này không có cô nương nào để ý sao? Đệ không quan tâm. Nè, trả lại cho đệ. Trả lại đây. Không trả. Trả lại đây cho đệ. Không. Gọi tiếng tỷ tỷ rồi trả. Trả lại. Đó chính là tính nhược duy nhất mà cha mẹ để lại cho đệ đó. Trả đệ nè. Tỷ xin lỗi. Tỷ không biết. Đệ giận tỷ thật sao? Chỉ là vì tỷ thấy nó đẹp, tỷ rất thích nó nên muốn chọc đệ thôi mà. Nè, sao vậy? Không phải tỷ thích sao? Cho dù không thể tặng tỷ, nhưng cho tỷ mượn xem cũng được. Cẩn thận đừng làm hỏng nó. Đẹp thật. Nhìn vẻ ngoài của nó kìa, được làm từ bạch ngọc thượng hạng, chắc chắn không phải là tầm thường. Bản đức chắc chắn là đệ cũng xuất thân rất phi phàm. Đệ không biết gì nhiều về xuất thân của mình. Từ khi đệ còn nhỏ là mẫu thân đã nuôi dưỡng đệ. Đệ chỉ biết một điều là mình là con nuôi của Lý gia. Chắc là đệ nhớ cha mẹ mình lắm. Đệ không nhớ họ. Từ khi họ dẫn tâm bỏ rơi đệ thì đệ chỉ biết là họ chẳng thèm quan tâm gì đến đệ. Có khi nào là do họ có nỗi khổ? Tỷ luôn tin rằng tất cả cha mẹ đều quan tâm đến con cái của mình. Được thôi, cho dù nỗi khổ là gì thì đệ vẫn không gặp họ. Mẫu thân đã một mình nuôi lớn đệ, nên đệ chỉ tin mẫu thân là mẫu thân duy nhất của đệ thôi. Được rồi, đừng nói về những chuyện không vui nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hay là để tỷ tặng cho đệ một món quà đặc biệt được không? Món quà đặc biệt sao? Có chịu cho tỷ thử không?
Đây nè. Có lẽ cô ấy sẽ không đến. Điện hạ, điện hạ, trời mưa rồi, Lý cô nương sẽ không đến đâu. Người nói đúng. Đúng rồi. Đi thôi. Nhanh lên điện hạ. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư có tin tốt. Cao Dương Vương điện hạ đã trở về. Thật sao? Làm sao nô tỳ dám gạt tiểu thư? Cao Dương Vương điện hạ đã đi hơn một năm rồi. Hôm nay ngày ấy cũng đã trở về. Nô tỳ nghe rằng mẫu phi của điện hạ, thái tử phi nương nương đang rất vui. Người đang thiết yến trong cung, người đã mời tất cả tiểu thư công tử. Tuy nhiên, tiểu thư cũng được mời. Thật sao? Dạ, sáng nay công công vừa gửi thư đến. Cuối cùng cha cũng trở về, ta có thể gặp lại chàng rồi. Người nói gì? Nương nương có mời Lý Thường Như và Lý Dĩ Ương nữa sao? Dạ, phu nhân. Lý Thường Như là con gái của vị phu nhân. Vậy thì cũng được. Nhưng tại sao Lý Dị Ương là con của tiểu thiếp cũng được mời? Nghe nói rằng thái tử phi nương nương nghe người nào đó nói về việc nhị tiểu thư rất nổi bật trong việc trúc thọ của lão phu nhân, nên người cảm thấy rất hứng thú với vị tiểu thư lớn lên ở quê này, cho nên mới mời nhị tiểu thư. Lý Dị Ương này đúng là âm hồn bất tán. Cao Dương Vương Điện Hạ đã đến tuổi thành thân, ngày vừa mới trở về, thái tử phi nương nương liền có hành động. Có vẻ như nương nương đang muốn tuyển phi cho điện hạ. Vì tiểu thư dù sao cũng là con thứ, chắc không thể nào lọt vào mắt nương nương. Chỉ là nương nương tò mò về nhị tiểu thư thôi. Phu nhân không cần bận tâm. Ả ta là ai? Sao ta lại phải bận tâm? Dạ dạ, chỉ cần có đại tiểu thư thì ai cũng sẽ bị lấn át bởi vẻ đẹp của tiểu thư. Vị tiểu thư hay là tam tiểu thư đều không sánh bằng, rốt cuộc cũng chỉ làm đền cho đại tiểu thư thôi. Thái tử phi tuyển phi cho Thác Bạc Tuấn sao? Tin tức mà nô tài nghe được là vậy. Tuyển phi chỉ là bề nổi. Thái tử phi đã chọn tiểu thư Lý Thường Lạc của Thượng Thư rồi. Lý đại tiểu thư không chỉ là con gái của Lý Thượng Thư, lại còn có chỗ dựa là xuất dân tướng quân, quy chấn thiên hạ. Chỉ cần lấy cô ấy thì đồng thời sẽ có được sự hỗ trợ từ Lý Thượng Thư và xuất dân tướng quân. Điện hạ, theo đô tài biết, không chỉ là thái tử phi mà đến Đông Bình Dương điện hạ cũng đang muốn lấy lòng đại tiểu thư. Điện hạ, hai người cũng... Thái tử phi sẽ tuyển phi cho Cao Dương Vương. Tiểu thư có cơ hội vào cung nên trang điểm cho thật đẹp. Ta không phải chỉ Cao Dương Vương điện hạ. Chàng thích màu xanh ngọc. Dung Nhi, người mau đem đến những bộ trang phục màu xanh ngọc cho ta. Dạ tiểu thư. Tứ tiểu thư. Tỷ đang chuẩn bị cho việc tiến cung sao? Muội nghĩ tỷ không cần bận tâm, chỉ cần có đại tỷ đứng kế bên thì ai cũng để ý đến tỷ.
Tư tiểu thư không được mời, có gì thì tìm đại phu nhân nói chuyện. Tại sao lại muốn nhắm vào tiểu thư? Nè, Dung Nhi, đừng nói nữa. Thượng Nghị nói không có lý, ai sẽ để ý đến ta? Khi có Lý Thường Lạc ở đây, ngày mai phải tiến cung rồi. Ngụy Đế đã sát hại phụ vương và tổ mẫu ta, đang ở trong cung. Ta phải làm sao? Tổ mẫu, phụ vương, Tâm Nhi phải làm sao đây? Dị Ương, đến trang điểm đi. Đây là lần đầu tiên con tiến cung, nhất định phải trang điểm thật lộng lẫy. Con không đi. Các tiểu thư nhà đại quan thường tụ tập ở yến tiệc cung đình. Có thể con không xinh đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn như đại tiểu thư, nhưng vẫn hơn đại đa số các thiên kim tiểu thư ở Bình Thành mà. Ta muốn để các vị phu nhân đó xem, nói không chừng có thể chọn được một lang quân tốt. Bạch chỉ, Tử Yên, mau trang điểm cho tiểu thư. Dạ, dạ. Tiểu thư, tiểu thư, ta không đi. Nghe lời đi mà. Chúng nô tỳ trang điểm cho tiểu thư thật đẹp, tiểu thư sẽ vui thôi. Đúng vậy tiểu thư, tiểu thư nói đại tiểu thư rất xinh đẹp mà, người nhất định phải đẹp hơn đại tiểu thư. Thật sao? Đúng, đi thôi. Ngồi đi. Cái này đẹp nè, càng cho tiểu thư đi. Còn cái này nữa, cái này cũng đẹp, màu này rất hợp với tiểu thư. Đây, càng cho tiểu thư. Cái này đẹp. Xong rồi, xong rồi. Hình như hơi nhiều rồi. Dị Ương, lần này con tiến cung, ta cũng không có gì quý giá để tặng con. Cây trâm này là năm xưa Thượng Thư đại nhân tặng cho ta, ta giữ nó bên mình. Tuy là nó đã bạc màu và cũ rồi, nhưng đây là tấm lòng của ta. Mẫu thân, con nhất định sẽ cài cây trâm này để tiến cung. Trong mắt con, cây trâm này còn quý hơn tất cả những bảo ngọc quý giá khác. Lý Dị Ương là cái thá gì? Tại sao lại được tiến cung cùng ta? Tiểu thư, nhìn kìa. Dị muội, không phải muội cài cây trâm cũ kỹ đó vào cung chứ? Cho dù muội không quan tâm đến thể diện của mình, thì cũng phải nghĩ đến thể diện của Lý gia. Nếu muội thiếu trang sức, thì có thể nói với tỷ mà. Tỷ còn có cả đống trương trang sức chưa dùng đến. Tỷ còn suy nghĩ đến việc đem tặng cho nha hoàng và các mama. Cây trâm này là năm xưa phụ thân tặng cho mẫu thân, tuy là hơi cũ kỹ, nhưng vẫn là do nghệ nhân có tiếng tăm làm ra, không phải ai cũng có thể có được. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thưởng thức. Muội, tiểu thư, tiểu thư, muội tự hỏi, muội chưa bao giờ đắc tội với tỷ, tại sao tỷ không tha cho muội? Muội đang nói cái gì vậy? Tỷ đối xử không tốt với muội sao, Lý Trường Lạc? Không lẽ tỷ muốn gặp tất cả mọi người? Nếu Cao Dương Dương điện hạ biết bộ mặt thật của tỷ, không biết ngày ấy sẽ nghĩ gì về tỷ. Lý Mẫn Đức, đây không có chỗ cho để lên tiếng. Để tốt nhất nên biết vị trí của mình. Dù gì cũng chỉ là đứa con nuôi, tại sao lại dám hỗn láo như vậy? Để nói cho tỷ biết, đệ cũng là người của Lý gia. Đại bá phụ không nói gì, không đến được tỷ lên tiếng. Dì đệ, đừng vì tỷ mà đắc tội với Lý Trường Lạc. Cô ta là người tâm địa hiệp hòi, đệ được nuông chiều, cô ta sẽ làm khó đệ đó. Không sao,
Đại phòng từ lâu để dòm ngó tài sản của Tam phòng. Dù gì để hồi theo cô ta thì cũng vậy thôi. Sẽ càng tệ hơn thôi. Mẫu thân chỉ có một mình đệ là con trai. Đệ phải mạnh mẽ và quyết đoán để bảo vệ mẫu thân. Hơn nữa, đệ là nam tử Hán, sao có thể thất vọng nghe theo họ chứ? Mẫn Đức, xin lỗi. Tỷ đã xem thường đệ đệ rồi. Thì ra đệ đúng là một nam tử Hán, đầu đội trời chân đạp đất. Đệ thật giỏi đó. Còn phải nói sao? Nè, Cao Dương Dương lúc nãy đệ nói là ai vậy? Tại sao lúc nãy nhắc đến thì mặt cô ta lập tức biến sắc vậy? Cao Dương Dương là con trưởng của Cố Cảnh Mục Thái Tử. Hoàng thượng đã cao tuổi. Sau khi Thái Tử qua đời, thế lực của các hoàng tử khác dần dần lớn mạnh. Đông Bình Dương, Thác Bạc Hàn, cơ hội được phong Thái Tử rất cao. Tuy nhiên, Cao Dương Dương được lòng hoàng thượng nhất. Đáng quý hơn là Cao Dương Dương độ lượng, không màng thế sự. Theo đệ thấy, Lý Trường Lạc phải lòng ngày ấy đã lâu. Tỷ biết tại sao không? Đệ biết là tỷ không biết mà. Lý do rất đơn giản, vẻ ngoài của đệ ấy còn hơn Phan An, diện mạo rất ưa nhìn. Đương nhiên sẽ được lòng nữ nhi rồi. Diện mạo rất ưa nhìn, chẳng lẽ còn ưa nhìn hơn đệ sao? Sau này khi đệ trưởng thành, ai mà biết bao nhiêu cô sẽ mê đệ đó. Tỷ đi quá giới hạn rồi. Tỷ nói linh tinh gì vậy? Nhìn kìa, đệ cũng đỏ mặt rồi. Chỉ vừa mới khen đệ một tí, không phải vừa mới nói đệ là nam tử Hán sao? Đệ mà kể tỷ, đệ đỏ mặt thật à? Thật là dễ thương. Xuất Dân Du chắc là đã nghi ngờ điều gì. Bây giờ mẫu thân muốn hiểu hơn về cuộc sống trước đây của con. Không lẽ ta đã để lộ sơ hở gì sao? Chắc không đâu. Nếu không thì bà ta đã giết ta ngay lập tức rồi. Ta đã hành động quá xô xuất. Xuất Dân Du suýt đã giết được ta. Nếu muốn sống sót trong phủ này, từ giờ trở đi phải hành động cẩn thận. Nhưng ta phải lấy lại miếng ngọc bội mà tổ mẫu đã tặng cho ta. Miếng ngọc bội, ta phải làm sao đây? Tiểu thư, chúng nô tỳ đi lấy nước đây. Còn dám, yên tử, mau đập chết nó đi. Được rồi, không sao. Cô sợ thì cũng đúng. Nữ nhân nào mà chẳng sợ dán. Đi thôi, được. Tiểu thư, chúng nô tỳ đi đây. Sợ chết mất. Nữ nhân nào cũng sợ gián. Một, hai. Ba. Dán. Có dán kìa. Tiểu thư. Dán kìa. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu có dán? Dán kìa. Cứu. Nhanh lên. Nhanh. Người đâu? Nhanh lên, mau bắt dán đi. Bên này nè, dán. Ở bên đó.
Bắt nó, nhanh lên. Nhanh nào, ở bên đó kìa. Mau kêu thêm người qua đây. Tiểu thư, cẩn thận, nhanh lên. Ở bên này, ở đây. Ngươi, đem đồ đến cho ta. Ở bên đó kìa.